Thì cũng trong Tăng Chi bộ Kinh Ngài A-Nậu Lâu Đà đó um, Bali gọi là Ngài an -Nu, -Nu, nu thá Ngài là bậc đệ nhất về thiên nhãn Thì trong lần, hai lần à, Một lần ấy, um, Ngài hành thiền Và bằng cái thiên nhãn của Ngài đó Ngài nói là Ngài nhìn Cả trăm cả ngàn cái quả địa cầu à nó rõ như là Ngài nhìn cái lòng bàn tay của Ngài vậy. Và Ngài thấy có rất là nhiều người phụ nữ thanh thiên, nhưng cũng rất nhiều người phụ nữ đọa địa ngục. Và khi Ngài xem xét lý do, Ngài thấy rằng những người phụ nữ sinh thiên ấy, là nhờ họ có được ba điều này. Mà những người phụ nữ mà đi địa ngục ấy, là bởi vì họ không có ba điều này tức là gì những người phụ nữ sanh thiên họ không có lòng ganh tị à, rồi còn những người phụ nữ mà đi địa ngục ấy, họ có lòng ganh tị họ chìm đắm trong cái sự ganh tị mà hỏi nhỏ mấy cô nghe mấy cô quý cô quý bà à, mình có ganh tị không ừ, nó hơi kẹt nghe hơi kẹt nó nó kỳ sư hay đưa cái ví dụ này ra lắm hai cái người đàn ông à, ngồi tiếp chuyện với sư à, mà bây giờ sư chỉ còn có một cái một cái chai nước ngọt thôi sư đưa một anh thì anh kia không vấn đề gì hết không vấn đề gì hết nhưng mà bây giờ mình lỡ mà hai cô sư gặp hai cô mà sư còn chai nước ngọt mà sư đưa một cô là có vấn đề không hình như có là bắt đầu là đủ thứ chuyện à, ngày anh uống rút thá ngày nói cái người phụ nữ mà họ không có lòng ganh tị, họ không có lòng ganh tị. Những người đó ngài thấy họ thanh thiên. Còn những người phụ nữ mà chìm đắm trong sự ganh tị, nha, chìm đắm trong sự ganh tị thì ngài thấy những người phụ nữ đó phải đi địa ngục. Rồi ngài lại thấy những người phụ nữ mà không có sự bỏng sẻn, không có sự bỏng sẻn thì họ sanh thiên mà không có sự bỏng sẻn ở đây nghĩa là sao đó là họ sẵn sàng cho ra ai cần là mình cho mình sẵn sàng cho ra thì đó là người phụ nữ không có bỏng sẻn còn những người phụ nữ bỏng sẻn ngài Anuruddha ngài nói chính tận mắt ngài đã thấy những người phụ nữ đó đi điện quý vị thấy kinh khủng không thấy kinh khủng không mình cứ nghĩ là à, thôi tiền của mình thì mình muốn cho mình cho họ muốn cho thôi chứ nhưng mà tận mắt ngày anh nó rút thá ngày thấy như vậy vì cái lòng bỏng sẻ nó hại phụ nữ dữ lắm nó hại phụ nữ đấy à... rồi cái thứ ba đó là gì ngày anh nó rút thá ngày thấy những người phụ nữ nào mà ít dục thì những người phụ nữ đó được sinh thiên. ngài đã thấy những người phụ nữ ít dục được sinh thiên mà ở đây ngài dùng cái từ là rất là đông hầu hết như hầu hết rất là đông và ngài thấy rất là đông những người phụ nữ nhiều dục đi địa ngục tức là nhiều ham muốn nhiều ham muốn tính dục đó. đi địa ngục khi mà sư tìm cái một vài cái tài liệu ấy, uh, Thử, thử sư gõ thôi sư gõ trên sư gõ tìm thử cái cụm từ là à, phụ nữ muốn gì phụ nữ muốn gì thì một loạt những kết quả nó trả về thì hầu hết hầu hết liên quan tới tính dục thì có thể là nhân loại bây giờ cái dục của họ nhiều ấy. nhưng mà sư nhắc quý vị nhớ sư nhắc quý vị chính mắt ngài à, A nậu lâu đà ngài thấy rõ những người phụ nữ nhiều dục đi địa ngục còn những người phụ nữ ít dục được sanh thiên từ xưa tới giờ đó mình cứ nghĩ là à, tôi chừng nào mà tôi sát sanh nè trộm cắp nè tà dâm nó dối uống rượu thì tôi đi địa ngục thì cái chuyện đó nó không có lạ gì rồi không có lạ gì rồi nhưng mà cái chuyện mà mình danh tị nè bỏng sẻn nè mà nhiều ham muốn mà ba thứ đó là dẫn mình đi địa ngục đấy không học kinh tạng nha không học giáo lý không học mấy cái này làm sao mình biết làm sao mình biết đấy cho nên ý ừ, nhờ nhờ cái buổi ngày hôm nay mà quý vị đã biết được cái mà mình phải bỏ đi nha lỡ có tí xíu chắc, chắc tí xíu thôi hả chắc tí xíu thôi ừ. Nhiều thì ráng bỏ cho ít Mà ít thì ráng bỏ cho hết Rồi ganh tị nè Bỏn sẻn nè Rồi nhiều dục, đa dục ừ. Bớt đi bớt, Mình bớt càng nhiều Thì mình càng tướng Còn mình, mình Có càng nhiều thì mình càng Ừm